Và trên tay Minh Phong đây là một chiếc mainboard cao cấp nhất đến từ nhà Asus tới thời điểm hiện tại, đó là ROG Z890E Gaming Wi-Fi. Và cùng Minh Phong bóp hộp chiếc mainboard này nhé. Và khác với các dòng mainboard trước của nhà Asus thì chúng ta sẽ thấy ở chiếc mainboard này thì nhà thiết kế đã thiết kế tối giản luôn cả cái hộp để linh kiện ở phía trên của chiếc mainboard. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, thì xíu nữa Minh Phong sẽ review cho mọi người xem nhé. Còn bây giờ Minh Phong sẽ xem thử ở dưới nhân vật chính của chúng ta sẽ có những linh kiện gì đi kèm. Thì khi mà bóc hộp ra thì chúng ta sẽ có những cái linh kiện đi kèm đến từ chiếc mainboard này, đó là sách hướng dẫn sử dụng này. Đây, sách hướng dẫn sử dụng, rất nhiều sách hướng dẫn sử dụng. Cùng với đó là một cặp Wi-Fi 7 để chúng ta có thể gắn thẳng cũng như là trực tiếp lên chiếc cây của chúng ta một cách đơn giản và gọn gàng nhất. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái phụ kiện đi kèm. À, còn thiếu đó một sticker dán đến từ nhà ROG. Và cùng với đó là có rất nhiều các phụ kiện đi kèm bên trong cái túi này đây. Bây giờ Minh Phong sẽ bóc cái túi này ra nữa cho mọi người xem. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy một cái móc treo chìa khóa đến từ nhà Asus ROG. Và một túi gồm 4 dây SATA để cho mọi người có thể gắn thêm HDD hoặc là SSD bên ngoài. Và cùng với đó là rất nhiều ốc này để vít M2. Và một miếng keo tản nhiệt dành cho SSD. Và cùng với đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dây thiết. Và Minh Phong đã cất tất cả các linh kiện gọn vào bên trong hộp rồi và sẽ review cái nhân vật chính cho mọi người mà đã đợi rất là lâu rồi đúng không? Thì bây giờ đóng hộp này để xuống rồi sau đó là cho nhân vật chính của chúng ta lên. Đấy, khui ra luôn. Wow, nóng hổi, vừa thổi vừa review cho mọi người xem. Đây, Minh Phong sẽ đặt lên bàn như thế này và review cho mọi người từng chi tiết nhỏ nhất đến từ chiếc mainboard này. Và nhìn thẳng vào chiếc mainboard này thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy đó là socket LGA1851. Và bên phải của nó là chúng ta sẽ có đến tận 1, 2, 3, 4 thanh DDR5. Và một tụ cũng như là một cụm VRM. Và khi mà chúng ta thấy cái cụm VRM này được thiết kế tản nhiệt cực kỳ mát mẻ luôn, sờ vào rất là lạnh tay. Cùng với đó là một cái màn ảnh LED, khi mà chúng ta bật cái mainboard này lên thì chúng ta sẽ thấy một cái logo LED đến từ ROG Republic of Gamer. Minh Phong đếm là 21 phay VRM. Tại vì sao lên tới 21 phay VRM? Là để nó phù hợp này, cũng như là nó cung cấp này, cũng như là sử dụng tốt nhất cái con chip, phải gọi là một con quái vật sắp ra mắt đến từ nhà Intel, đó là Intel Core Ultra 200. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có 7 khe M2. Thì bây giờ Minh Phong sẽ bắt đầu vặn ra để cho mọi người thấy rõ hơn ở những cái thanh M2 chúng ta sẽ được gắn ở đâu. Đây, phải rất nhẹ tay tại vì đây là một dòng mainboard cực kỳ mới cũng như là cực kỳ chất lượng đến từ nhà Asus. Nhớ mà xước một phát là Minh Phong ăn hết đó mọi người ơi. Thì với 7 thanh này thì chúng ta sẽ có một thanh M2 được gắn rời, và cùng với đó là nó sẽ được trang bị được ống tản nhiệt cực kỳ mát luôn mọi người ạ. Thì xíu nữa Minh Phong cũng sẽ mở ra cho mọi người xem nhé. Thì bây giờ Minh Phong sẽ vặn vít ra trước các cái linh kiện này này. Thì chúng ta sẽ thấy thanh M2 đầu tiên là đây, là cái thanh được trang bị ống tản nhiệt ở trên chính nó luôn. Mọi người sẽ thấy này, một ống tản nhiệt rất là mát mẻ. Nó giúp cho SSD của chúng ta chạy mượt mà hơn và giữ ổn hiệu năng trong một thời gian dài sử dụng. Và cùng với đó là chúng ta sẽ có một này, hai này. Nếu mà tháo cái này ra thì chúng ta sẽ thấy luôn hai cái thanh M2, 3 này, 4, 5 này, 6 và một cái được gắn ống tản nhiệt là 7 mọi người, tổng cộng là 7. Và cùng với đó là chúng ta sẽ có hai khe PCIe X16 là full size nha mọi người. Thì về phần các cổng kết nối của chiếc mainboard này thì chúng ta sẽ thấy hai cổng, và mỗi cổng là 8 pin dành cho CPU, và một fan case này, và một fan cho OBT, và một fan cho boom. Đấy, và ngoài ra thì chúng ta sẽ được trang bị thêm đó là một BIOS code. Thì cái BIOS code này nó sẽ giúp báo lỗi cho chúng ta khi mà cái mainboard này nó bị lỗi rất là nhanh chóng, và cũng như là tiện lợi cho chúng ta có thể thấy được những cái lỗi và để sửa luôn trên chính chiếc mainboard này. Và cổng 24 pin, đây 24 pin ở đây, và bốn cổng SATA 6GB, bốn cổng SATA 6GB thì nó nằm ở đây, 1, 2, 3, 4 mọi người có thể thấy. Và một cổng front panel system là một cổng front panel system ở đây, và hai đầu led RGB 5GB thì 1, 2 đây. Thì nó rất phù hợp cho những anh em nào mà thích cho cái chiếc case cũng như là chiếc PC của chúng ta trở nên hầm hố và màu mè hơn. Và ba fan cho case nữa thì chúng ta sẽ đếm đây, 3 fan này, 1 fan này, 2 fan này, và 3 fan cho khay nữa cho chúng ta. Rất là nhiều fan để giúp cho cái bộ main của chúng ta cũng như là chiếc CPU nó trở nên là mát mẻ hơn khi mà chúng ta sử dụng trong một thời gian dài để livestream hay là chơi game nặng. Và một cổng front panel audio thì chúng ta sẽ thấy ở đây,
Front Panel Audio ở đây. Nhìn chung thì trên cái 9 chiếc mainboard này nó có đầy đủ tất cả các cổng kết nối tiên tiến nhất cho mọi người có thể sử dụng cũng như là lắp thêm các cái linh kiện bên ngoài. Chi tiết ở mặt sau của chiếc mainboard này thì bây giờ Minh Phong sẽ dỡ nó lên và cho mọi người thấy luôn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái ổ, đó là DisplayPort này, và một clip CMOS này, và một BIOS. Đấy, chúng ta có thể bật tắt ở đây rất là tiện lợi. Và cùng với đó là một ổ HDMI và 1, 2, 3, 4 ổ Type-C, và trong đó là 2 ổ Type-C đến tận 10GB, và 3 ổ USB 5G, và 1, 2, 3, 4, 5, 6 ổ USB 10G. Và cùng với đó là chúng ta sẽ được trang bị thêm một ổ USB 10G dành cho BIOS, và một mạng LAN 5G, và một thanh Wi-Fi 7. Thì Wi-Fi 7 này nó sẽ giúp cho chiếc mainboard của chúng ta cũng như là PC nó trở nên mạnh mẽ hơn, và hút sóng Wi-Fi mạnh nhất để cho chúng ta có thể chiến những tựa game không bị giật lag hay là bị yếu về phần mạng. Và cùng với đó là chúng ta sẽ có hai jack cắm 3.5, là một mic in và một line out. Và cùng với đó là một nếu mà chúng ta sử dụng Dolby Atmos thì chúng ta sẽ có luôn cái cổng dành riêng cho Dolby Atmos, là cái đầu xuất âm thanh ra để cho chúng ta nghe được cái chuẩn âm thanh tốt nhất. Và vừa rồi Minh Phong đã cho mọi người thấy tất cả các cái cổng kết nối trên chính chiếc mainboard bậc nhất hiện đại của Asus, và cùng với đó là ở các cái linh kiện này cũng như là các cái chi tiết nhỏ nhất. Và nếu các bạn thích cái mainboard này thì hãy để lại subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hicom nhé.